xin chào tất cả các bạn, lại là mình Wee đây. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục chuyên mục decor nhà nha. Và cái nhà mà hôm nay mình decor chính là nhà hộp giấy nè. Mình sẽ decor theo tông màu tím. Và mình sẽ decor dưới 200.000 tiền sao nha. Thank you.
cùng thì mình cũng xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi review nha. Và căn nhà này thì sẽ có giá khoảng là 175.000 tiền sao và gần 600 viên kim cương nhé. Và mới vào thì ở phía bên tay trái của mình, ủa lộn, bên tay phải chứ, thì sẽ là một căn phòng bếp nha. Tuy là nhỏ nhưng mà nó có đầy đủ tiện nghi luôn nè, có tất cả mọi loại nội thất luôn. Mình cũng xây theo phong màu tím để cho phù hợp với căn nhà luôn. Ở phía trên bàn ăn thì còn có những cái đèn nữa bật lên để cho sáng thì mình mới có thể ăn được chứ ha. Và bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. Phía bên này sẽ có là một khu vực kiểu như là để dành phơi đồ á mọi người. Vừa giặt đồ xong rồi phơi ở đây luôn nha. Và có thêm một cái kệ để khăn tắm, sữa tắm luôn. Bên đây sẽ có một cái bồn rửa mặt nè. Và phía bên trong này thì sẽ có là toilet cũng như là cái vòi xiền để mình tắm nha. Vì là nhà nhỏ nên là không có đặt nhiều thứ được. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người qua tham quan phòng ngủ nha. Phòng ngủ thì cũng khá là rộng rãi luôn nè. Bên đây thì có là tủ quần áo cũng như là bàn trang điểm luôn. Và những cái góc lắc này thì mọi người có thể để vào đó là kệ sách hoặc là chậu cây gì cũng được hết nha. Và phía bên này thì chúng ta sẽ có là một cái giường ngủ nè. Cái này giống như là một cái nệm vậy á, chứ không phải cái giường đâu. Ở trên đây thì còn rất là trống luôn. Mọi người có thể đặt những thứ mà mọi người yêu thích ở trên đây nha. Bên đây thì mình có để thêm một cái tivi mini nữa. Cái tivi đó mà bật lên thì rất là đẹp á, nó cũng có màu tím luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên khu vực trên lầu nha. Khu vực này thì sẽ là khu vực làm việc cũng như là để giải trí luôn nè. Mới vào thì sẽ có một cái ghế massage nè. Sau khi mà làm việc mệt mỏi thì mình có thể lên đây ngồi để massage nha. Kế bên sẽ có một cây đàn organ và một cái bàn để mình có thể để nước hoặc là bánh lên trên đó. Trong này thì sẽ có là những cái tủ sách nè, rồi một cái bàn làm việc luôn. Vì là một người rất là thích soi gương nên là tôi đặt ở đâu tôi cũng đặt gương hết trơn á. Cái gương này là ở trong cái đợt sự kiện đang diễn ra luôn á. Mọi người tranh thủ lấy nó nha. Giờ để tôi dẫn mọi người đi dạo lại sơ xung quanh cái căn nhà này nha. Mọi người thấy căn nhà hôm nay như thế nào nè. Mọi người muốn mình làm căn nhà gì tiếp theo thì comment xuống cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp mọi người ở clip sau. Bye bye. Love you, love you.